Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đệ Tử nha. Chúng ta gặp nhau rồi. Trong ngày hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Giòn nha các bạn. Mình có một đôi điều muốn tâm tình với các bạn. Trong khoảng thời gian qua, các bạn thấy rằng cái tốc độ bình luận của Đệ Tử nó có một cái gì đó gọi là chậm dễ và không có bằng tốc độ ngày xưa. Các bạn không có thích cái lối bình luận như vậy, nói thẳng ra là không thích luôn. Mình sẽ cố gắng lấy lại cái phong độ ngày xưa, lấy lại cái tốc độ ngày xưa. Và có vẻ chúng ta phải cần một cái khoảng thời gian nhỏ nhỏ. Rất mong rằng các bạn sẽ thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nha. Đó là như vậy. Vẫn đang là những cái tình huống cấu rỉa từ xa đến từ anh bạn Châu Na. Arum, cô ấy bật cho mình trạng thái ba con số rồi. Cô ấy tiến hành thả chó. Châu Na ám sát. Anh ấy đang bơi. Đệ Tử đang được bắn Alistair trong bồi Alistair. Bật cho mình trạng thái phi anh. Tốc biến lên. Lượng sát thương là đủ hạ ngục Arum rồi. Alistair bật cái trạng thái phi anh. Anh ta chạy mát ghê với vận tốc của những đứa chậm chó anh em ơi. Anh ta thoát thành công rồi. Rất may mắn dành cho anh ấy. Đầu xanh anh ta đứng đây biến về. Wow, giá như lúc đó mình có cái tên thần thôi thì số phận của anh ấy đã điểm và chúng ta sẽ có được một điểm hạ gục tiếp theo. Hai điểm hạ gục dành cho Đệ Tử ở phút thứ hai của trận đấu. Số điểm hạ gục của chúng ta nó đang đi đúng với vận tốc của thời gian. Chúng ta sẽ tiến hành phân tích một xíu về đội hình của tụi mình nha. Như các bạn thấy, đội hình mình đang có anh bạn Châu Na và mình đánh giá cao cái sự hỗ trợ này. Tại vì sao ? Cái chất tướng của Châu Na là miễn giảm khống chế. Và cái đối tượng, cái nguồn lực mà Yon sợ nhất là gì? Là những nguồn khống chế cứng. Bên team bạn thì có Alistair, có Điêu Thiền. Hai nguồn khống chế cứng này chỉ cần họ tung chiêu trúng lên người của Yon thì coi như xác định Yon sẽ phải lên bảng. Trong khi đó, chỉ cần anh bạn Châu Na tung chiêu đúng thời điểm, cũng giống như là hỗ trợ mình đúng lúc, thì hai nguồn khống chế cứng của team bạn sẽ bị vô hiệu quả ngay và luôn. Đây là một yếu tố rất tốt cho Yon trong những pha vào tranh tổng. Đu đu, Alistair trong bụi anh em ơi. Thả chó được dùng. Châu Na đang quẩy bằng cái thị chiều của mình. Châu Na làm gì? Châu Na bị khống chế. Bật cái luật không lợn. Châu Na đang vơi. Châu Na đang bảo vệ mình. Đệ Tử đang được bắn. Thả chó lần nữa. Đệ Tử còn 10 máu. Con chó khốn nạn đã được dùng. Và tên thần đến từ Yon cũng là dứt điểm được Arum rồi. Bảo thủ được cho Châu Na. Ngay lúc này đây, Rat lao tới. Tả xung bắt đầu. Cú đánh chân không. Alistair liên hoàng cung. Double kill về cho Đệ Tử. Một cái tình huống giải cứu đồng đội. Một tình huống báo thù cho anh bạn Châu Na. Rất là tốt. Rất là bá đạo. Chúng ta có thể thấy được một điều. Cái sự bảo kê, cái sự hỗ trợ đến từ anh chàng Châu Na là quá đẹp. Anh ta chơi quá đẹp, tôi phải khẳng định như vậy. Chỉ những cái giai đoạn như thế này thôi, tôi chưa có đánh giá được về cái phần, cái mức độ, cái khả năng bảo kê của anh ta như thế nào. Nhưng cái lối đánh, cái cách chơi của anh ta làm cho tôi liên tưởng tới anh bạn Đệ Nhất. Đó, nó là như vậy. Anh ta bảo kê quá tốt đi. Về cái phần lối trang bị của Yon trong trận đấu này mình sẽ lên như sau nè các bạn. Đậu xanh đó, cú đánh chân không chợt rớt rồi. Rat anh ấy đang gặp phải nguy hiểm, bị anh bạn Ryoma truy sát rồi. Ryoma đâu rồi? Ryoma nấp lầm. Ryoma quay trở lại. Ryoma đã xích thương, dùng luôn cái lọn kiếm. Đệ Tử tốc biến rồi, có cả cái vách ngăn hắc ám nữa, nhưng Đệ Tử có thể ôm trụ thành công trong pha giao tranh này đây. Rất may mắn, một cái tình huống thập tử nhất sinh thôi các bạn ơi. Nếu như pha đó chúng ta không có cái tốc biến đi thì coi như số phận chúng ta đã phải lên dĩa ngay và luôn rồi. Alistair núp bụi nha. Trò chơi dơ bẩn, bẩn bịu này đây. Anh ta núp lùm và anh ta chờ mình. Sau đó anh ta nhốt lòng đợi cho những người đồng đội lên cover gì đó. Quay trở lại tiếp cái phần bộ trang bị của chúng ta. Cái món đầu tiên mà mình sẽ lên đó chính là cái cung tà ma. Một món trang bị mới nha. Thứ hai đó chính là mình lên cái đôi dài du mục. Thực sự đáng lẽ là mình suy nghĩ là mình nên lên cái dài kiên cường để có một chút cái kháng phép. Nhưng mình quyết định là chơi khô máu với team bạn luôn. Yon là cần gì? Cần cái tốc đánh, ok. Và mình nghĩ rằng có anh bạn Châu Na miễn giảm khống chế rồi, cho nên mình cũng không cần phải quá chăm chút vào cái phần bị khống chế. Chỉ cần mình có những cái bước di chuyển được gọi là hữu hiệu. Chiêu cuối đến từ Điêu Thiền, tên thần luôn. Điêu Thiền đâu rồi? Điêu Thiền bỏ chạy rồi. Trong khi đó thì mình bị đóng băng. Giao tranh nổ ra, Narong lượng máu không còn nhiều. Arum đang được tỏa sáng. Eri team mình đã phải nằm xuống rồi. Một cái thế trận giao tranh lẻ tẻ, không có đủ người mà họ lại giao tranh. Các bạn thấy đó, đó chính là cái kết cho cái việc là giao tranh không đủ người. Lúc nãy mình đã nói tới đâu rồi ta? Cái món thứ ba mà mình lên đó chính là cái thánh kiếm nha anh em. Món thứ tư đó chính là cái thương xuyên phá. Món thứ năm là gì? Là cái phức hợp kiếm. Một khi mà các bạn đã lên được cái phức hợp kiếm thì sức mạnh của Yon nó sẽ thực sự nằm ở một cái tầm cao mới. Rất là kinh khủng nha. Và món thứ sáu, món cuối cùng đó chính là cái kiếm Muramasa.
Kimura Masa để có được cái tỷ lệ xuyên giáp. Khi mà các bạn vàng nhiều quá rồi, full đồ luôn rồi, thì chúng ta làm gì? Bán cái đôi giày U1 đi và lên cho mình cái liềm đột mệnh để giúp cho cái khả năng cọ nhây. Với lại khi mà lượng máu chúng ta không còn nhiều, bật còn cái nội tại liềm đột mệnh với lại cái nội tại là hấp huyết đến từ cung tà ma sẽ giúp tạo được những pha outplay và highlight rất tuyệt vời. Đó chính là cái lối trang bị và cái cách đánh của đệ tử ở cái thời điểm hiện tại trong cái trận đấu này. Khi mà mình chơi Yon thì mình lựa chọn những cái lối trang bị như thế này. Cái tư tưởng của mình á, một khi mà chơi xạ thủ rồi là phải chơi full dam. Chúng ta là nguồn sát thương chủ lực, chúng ta bằng mọi cách chúng ta phải gây được cái lượng sát thương tối đa lên kẻ địch. Giao tranh xảy ra, Điêu Thiền đang là đối tượng, đã róc la vào vật vòi thấm đau, hất tung thành công chiêu cứu Điêu Thiền nhưng đã quá muộn màng rồi. Những tình huống cấu rẻ từ xa đến từ Rush được lớn cả. Ryoma vẫn đang tung xả, ba con sổ được dùng, thả chó được dùng luôn. Đệ tử dính phải làm chó, con chó khốn nạn nhốt thành công Rush. Tả xuống điệp dứt điểm được Arum rồi. Đệ tử vẫn đang bắn, Châu Na vẫn đang bơi, làm chó thành công đến từ Ari. Ari vẫn đang cứu rẻ, Rush đã phải lên dĩa bởi những cái tinh xác đến từ Ryoma rồi. Lọn rảm được dùng, Ryoma đang quá trâu nhưng Châu Na đã giết được Ryoma rồi. Đệ tử vẫn đang bắn lên người của Alistair, Alistair nhốt lòng và bây giờ đệ tử có được chiêu cuối và đêm hàng ngục truyền thiết dành cho đệ tử rồi. Quá tuyệt vời. Một cái pha giao tranh chúng ta có thể thấy rõ ràng cái sự tỏa sáng của Yon, cái sự bảo kê, cái sự lựa chọn vị trí rất thích hợp. Đó chính là lý do tại sao tôi thắng trong những pha giao tranh như vậy. Đồng ý là chúng tôi thắng được trong cái pha giao tranh lúc nãy, nhưng có một điều mình rất là lo ngại, đó là các bạn hãy nhìn đi, cái trụ của chúng tôi đã mất đi hết hai cái rồi, trong khi đó trụ của team bạn vẫn chưa mất cái nào hết. Dường như team mình đã quên đi một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Trong cái game liên quân này, trụ là cái thứ quan trọng nhất, còn những thứ khác có hay không có không quan trọng. Đó. Vì vậy chúng tôi cần phải cân nhắc trong cái việc đẩy trụ của những thành viên team bạn. Nếu không thì cái thế trận trong cái ván đấu này nó sẽ nằm ở một cái thế trận một chiều. Mà cho dù chúng tôi thắng giao tranh cỡ nào đi chăng nữa, không bào trụ thì cái kết quả thảm bại nó vẫn sẽ đến với chúng tôi. Tôi đang có một cái cảm giác, đó chính là bạn Narok của chúng tôi. Anh ta có vẻ như là không có được những cái bước di chuyển nó mượt mà. Tại vì một người chơi Narok tốt là một người luôn biết cái cách điều khiển và lấy đi những cái trụ. Thì bạn kéo lại đây quá đông. Đầu xanh nói cô đèn Arum kích hoạt ba con số rồi đứng đây. Tôi không hiểu được lý do, tôi không hiểu được cái mục đích mà cô ấy đứng đó để làm gì. Có vẻ như cô ấy muốn nhử chúng tôi hay là đang muốn chấp chúng tôi các bạn ạ. Điêu Thiền bị làm chó rồi. Điêu Thiền bực chiêu cuối, đóng băng đến từ Điêu Thiền. Điêu Thiền tốc biến qua bụi rất nhanh đi. Cô ấy vẫn có kịp đóng băng đệ tử, nhưng đệ tử đã kịp bắn cho mình một cung tên và dứt điểm được cô ấy rồi. Rất là may mắn đi. Trong khi đó thì Yuka đang cố gắng đẩy rất miệt mài tại khu vực đường dưới. Như tôi nói lúc nãy, vấn đề trụ là vấn đề có vẻ như team tôi không quan tâm lắm, nhưng họ đâu biết rằng đây là cái yếu tố cực kỳ quan trọng đi. Nhờ đệ tử mà cái trụ này mới có khả năng tồn tại. Họ đang lấy cho mình những cái chiến lợi phẩm về tài nguyên, đó chính là con rồng lộn. Con rồng lộn ngay lúc này đây nó cũng không có giá trị. Yuka lao vào, anh ta tính outplay gì đó, nhưng out không nổi và lên thẳng tạp chí Playboy mà thôi. Chúng tôi đang muốn thống nhất tại khu vực đường giữa này. Arum cô ấy đang cố gắng trấn thủ, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy không thể nào trấn thủ được đâu, bởi vì cô ấy chỉ phát huy được sức mạnh của mình khi cô ấy ở tầm gần mà thôi. Còn đây là một khoảng cách cực kỳ xa, tốc biến lên vẫn bị đóng băng à. Rất hay, rất hay, cái này phải gọi là hên. Điêu Thiền cô ấy rất hên đi. Rồi nói một xíu về cái phần bản ngọc của Yon nha. Trong clip này mình sử dụng bản ngọc cho Yon như sau. Ngọc đỏ mình lên full chí mạng luôn nha anh em. Ngọc tím mình lên 5 viên hút máu, 5 viên còn lại mình lên là cái tốc đánh với lại cái gì ta, tỷ lệ chí mạng và tốc chạy. Ok, và cuối cùng là ngọc lục là mình lên công vật lý với lại là xuyên giáp. Như vậy bạn có thể đảm bảo được cái sức mạnh và cái khả năng chạy của Yon nó được cải thiện một phần nào, với lại cái khả năng chí mạng nó sẽ nổ một cách liên tục cũng giống như là những cái tốc đánh. Tại khu vực bùa đỏ đang tập trung rất đông các bạn ạ. Điêu Thiền lượng máu của ấy không còn nhiều, của ấy dùng cho mình cái băng đăng. Và đây là liên quan cung điểm là một thần thánh dành cho đệ tử Ryoma sử dụng thần Arum biến. Lọn trảm luôn, knock out, double kill rồi. Arum thì sao, thả chó liên tục, bị làm chậm đến từ Rush Huyền Dương. Tiếp tục khống chế và điểm hạ ngục kế tiếp dành cho anh bạn Rush Huyền Dương rồi. Cái trụ này sẽ bị chúng tôi bào đi mà thôi, chắc chắn là như vậy. Liệu rằng chúng tôi có đủ thời gian và có đủ năng lực để đẩy được cái trụ cuối cùng bao vây nhà chính này không đây? Khi mà cô nàng Eri của chúng tôi đã AFK rời trận rồi, nhốt lòng đến rất tốt đến từ Alistair nhưng đã quá sai lầm. Anh ta nhốt phải anh bạn Châu Na.
Châu Na thì miễn giảm khống chế, không một thế lực nào có thể nhốt và có thể đẩy thủng được Châu Na cả, chỉ có thể là ba con sói mà thôi. Ồ mà tôi không biết nha, cái chiêu cuối của con Arum đó các bạn, đó là con chó khốn nạn đó, liệu nó có nhốt được Châu Na không ta? Bởi vì tôi thấy cái chiêu cuối của con Arum nó có khả năng nhốt được Kirok. Đó, khi mà Kirok bật cái chiêu cuối của Kirok cũng là miễn giảm khống chế. Vậy thì nó có nhốt được Châu Na không? Châu Na thì có cái chiêu 2 với là cái chiêu 3 cũng miễn giảm khống chế. Tôi vẫn chưa biết điều đó, bạn nào biết có thể comment chỉ mình với nha. Tôi có một cái linh cảm là team bạn họ đã xác định được cái mục tiêu chủ yếu của họ là bằng mọi giá phải hạ gục được tôi rồi. Ô điểm hạ gục siêu việt cũng rồi. Thả chó, con chó khốn nạn, nó đang bào máu của đệ tử còn 10 máu thôi. Chui vô lần và có thể thoát thành công. Vực hỗn loạn Châu Na đến đảo kê cực kỳ tốt đi. Đầu xanh nó rút vui anh em ơi. Hưng không sao, chúng ta có cái nội tại hấp huyết và sẽ hồi máu một cách nhanh chóng mà thôi. Xém xíu nữa là đã phải dịch lên dĩa rồi anh em ơi. Trong trận đấu này mình đang muốn giữ Jim 9 điểm hạ gục rồi. Mình đang muốn cống hiến cho các bạn một cái clip đẹp và không có bị hạ gục nào cả. Hy vọng rằng chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu như vậy. Đó, nó là như vậy, đậu xanh nó phức hợp kiếm lên rồi nha. Bây giờ tôi khẳng định với các bạn luôn, sức mạnh của Yon nó sẽ nằm ở một cái tầm cao mới. Đó, bằng mọi giá team bạn sẽ phải hạ gục tôi trong vòng 2 giây trong những đợt giao tranh tổng. Nếu không thì cái giá mà team bạn sẽ phải trả như thế nào là các bạn biết rồi đó. Đó, có nhiều người nói rằng Yon yếu u truy đuổi hai em, goodbye baby, rất nhanh, không sao, chúng ta chu du lầm và nấy không có dám lấn vào cái phần rừng của chúng ta. Có nhiều người nói Yon yếu, thực sự thì tôi thấy không có một vị tướng nào yếu cả các bạn ơi. Yon nó chỉ thua một cái là nó thiếu cái khả năng cơ động và thiếu khả năng chạy thoát thôi. Vì vậy chúng ta cần phải có sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội. Điêu Thiền làm cái giống đất gì vậy tôi không biết nữa. Ryuma lao tới bằng cái lọn trảm của mình đang được tung xả. Con chó khốn nạn double kill về cho đệ tử. Đệ tử đang được bắn. Elector tốc biến bỏ chạy. Elector đi đâu? Anh ta đang chạy. Quyền Dương truy xét bằng cú đánh dân không nữa rồi. 4 thành viên, 5 thành viên team bạn đã phải gục ngã trong trận đấu này. Thấy chưa, tôi nói rồi, lên được cái phức hợp kiếm rồi, Muramasa lên luôn. Thì bây giờ những tăng cơ của team bạn sống như thế nào đây? Khi mà khả năng xuyên giáp cực kỳ kinh khủng và cái tốc đánh nổ chí mạng một cách liên tục. Cái trụ cuối cùng tại khu vực rừng mít bảo vệ nhà chính này sẽ bị mình lấy đi một cách nhanh chóng mà thôi, chỉ với vài phát bắn thôi. Trong khi đó thì Châu Na cũng đang lấy được cái trụ thứ hai khu vực đường dưới rồi. Rất tốt đi, chúng tôi đang cố gắng lấy được hai đường lính siêu cấp, không biết là có lấy được hay không mà thôi. Chắc là không có lấy được rồi em ơi. Ryuma với lại Điêu Thiền đồ ra rồi, họ đang muốn quyết tử cho tổ quốc quyết sinh à. Họ đang truy đuổi mình, khống chế thành công rồi. Yuka lao tới bằng cái lọn đạ bổng đang cố gắng tấn công lên người của Châu Na. Đệ tử vẫn đang núp lùm, trầm trọng lực thi triển và điểm hàng ngục thần thánh dành cho đệ tử. Đậu xanh nó cứu dời ơi, dời cứu dời ơi, lọn trảm được dùng bật cái nội tại quyết. Đệ tử đang cân cả thế giới. Điêu Thiền bật chiêu cuối, đệ tử vẫn đang bắn và triple kill, đồng bằng tên thần và qua lật kill về cho đệ tử. Kinh khủng quá. Một tình huống cân bốn các bạn ơi. Chúng ta có thể thấy được cái sự càn quét của cặp bầy trùng giữa voi. Đâu danh nó, Arum nè, voi đâu, lao vô. Con chó khốn nạn đang cố gắng kích hoạt tinh thần và que mega kill không chính thức rồi. Quá dữ, không còn một từ nào có thể diễn tả được cái sự càn quét khủng khiếp giữa cặp bầy trùng này. Và chiến thắng thuộc về chúng ta rồi. Video đệ tử đến đây kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để xem video đệ tử. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Nếu thấy video đệ tử hay và bổ ích, đừng quên để lại một like và comment ủng hộ đệ tử nha. Niềm hạnh phúc của mình là nhìn thấy những comment của các bạn đó. Goodbye.